Desjardins là một họa sĩ rất đặc biệt. I really love Desjardins' artwork because he is a master of illusions and illustrating a woman's eyes tracking you across the room. He has studied and mastered the techniques of famous artists such as Da Vinci and Jackson Pollock. Tấn Nguyễn xin kính chào quý vị và xin kính chào chị Thái Phương. Quý vị khán giả, Tina sẽ đi thi, có dịp đi thi một cuộc thi Hoa hậu của Miss Asia USA ở ngày 21 tháng 11 tới đây. Yeah.